Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cây su su nhà mình nha. Nó đang có trái. Ồ, không phải, nó đang có bông. Hiện tại là nó chỉ mới ra bông thôi chứ chưa có đậu trái. Đây, cái đây nó mới chỉ ra bông đực thôi à. Cái này là cái bông đực. Nó mới nhú ra rồi. Đó. Cái này là bông đực thôi. Nó sẽ còn dài ra thêm nữa. Ngọn su su ăn cũng rất là ngon. Mình hái vô, mình xào, mình hay thích xào cái ngọn su su. Nhưng mà bây giờ nó đang có trái cho nên mình không có ăn ngọn nữa. Mình chỉ để cho nó, dưỡng cho nó, để cho nó ra trái thôi. Bây giờ là tháng 9, giữa tháng 9. Cây su su nhà mình nó lạ là nó ra trái vào mùa thu. Su su của người khác á, nó lại ra trái vào mùa hè. Cho nên nó được nhiều trái hơn su su nhà mình. Su su nhà mình nó ra trái mùa thu cho nên đến mùa đông là nó bị đông đá, nó chết mất tiêu rồi. Nhưng mà năm sau nó sẽ mọc trở lại. Cây này đã được 7 năm rồi. Để mình kiếm coi nó có trái cái chưa nha. Chưa thấy trái nào hết. Toàn trái đực không à. Toàn bông đực không à. Chưa có bông cái. Đây, cái này có bông đực này nó hơi dài ra rồi. Đây, nó dài ra. Nó sẽ nở bông. Nhưng mà chưa thấy được bông cái nào hết. Có bông cái thì nó mới có trái. Có bông cái thì nó mới có trái. Mình tìm thử coi. Đây, nguyên cái vàng su su đây các bạn. Bên này ngọn ra rất là đẹp luôn. Các bạn thấy cây su su nhà mình nó có tốt không? Lá xanh luôn. Mình chỉ bỏ phân bằng phân bò thôi. Và các loại vỏ của trái cây, các loại phân hữu cơ có ở trong nhà. Mình cắt những cái vỏ của trái cây hoặc là vỏ trứng mình cũng bỏ ra đây luôn. Nó đắp lên một cái mô như thế này. Lâu ngày cả bỏ phân nữa nó đắp lên như thế này. Mình bỏ bằng cái loại phân bò này đây các bạn. Các loại rau ở trong vườn, cây ăn trái mình đều bỏ phân này. Coi cái gốc của nó đây. Mỗi năm nó sẽ lên một cái chồi mới. Cái chồi này á, hết cái mùa đông á, là nó sẽ chết cái chồi này. Mấy cái chồi này sẽ chết hết. Là nó ở dưới đất nó sẽ mọc lên. Ở dưới đất nó sẽ mọc lên những cái chồi mới. Và nó sẽ ra trái tiếp. Giống như mùa đông nó cũng ngủ như những cây khác vậy đó. Những cây mà rụng lá vậy đó. Cây này nó cũng ngủ. Và đến mùa xuân thì nó lại mọc lên những cái chồi mới. Và nó lại tiếp tục ra chồi, ra cành, ra lá. Nó tiếp tục ra chồi và nó leo lên. Và cái tháng từ tháng mùa mùa xuân đến mùa hè á, thì mình lại ăn cái ngọn của nó. Còn đến mùa thu á, thì mình sẽ dưỡng cái ngọn của nó, mình không có ăn nữa. Dưỡng cái ngọn của nó để nó ra trái cho nên không có ăn ngọn của nó. Đây, các chồi của nó tốt á. Trong các video kế tiếp mình sẽ giới thiệu với các bạn khi trái nó còn nhỏ và đến khi nó lớn như thế này. Đây là trái của năm vừa rồi đây. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại vào video sau nhé.